quan cúng cơm Phật rồi con dùng ở bên Phật luôn. Rồi. Để chào con. Ngồi đây đi. Dạ. Sư qua lâu chưa? Nãy giờ mà tốt rồi. Con đang cúng Phật từ nãy giờ. Con cúng. Không từng xăng cho tôi tới luôn nên báo rất là nhiều con hâm mộ sư hôm nay điện nhà sư ảnh ở Sài Gòn á à, bữa điện nhà sư bữa rồi. Sư điện nghe nói chuyện nhà sư đó là... thấy sư thì không cút ở chỗ nào cút tình lửa cái bông tre sư ở ngoài cũng ngoài đường tên lửa ngay đường số 5 nhưng mà con thấy nổi lên thấy ngay cái tên đường tên lửa con ở gần nó sắp lên chạy ra thì vô xuống mấy bãi sau đang kiếm mấy chỗ định chỗ thuê để định để hòm ở trong khu con không còn đất trống ngay chỗ khu đường 51 đó đất nó cũng bề mà bề nhưng mà giờ ông hai với ông tám ông vợ ông thuê cho người thuê mấy miếng đồng lòng lắm anh đang cho thuê thịt cho bạn chụp nó thịt rồi chút này rồi kiếm bữa ai ta tự nhiên vẫn tùy có mấy anh em ở ngoài tên lửa cũng nhà mới kiếm giùm bằng thuê cái chỗ để hòm bây giờ hòm cũng gần hết rồi đang mua thêm mấy chục cái nữa sư hỏi anh Tám Châu anh Tám Hải đó là anh đưa thuê đất gì đó có ở đó cũng hỏi mấy anh em cũng nhiều thì ông làm cho ông B với ông hai rồi đó cũng phần ba người là nhận như ông B đi thì ông hai thì coi dùm cho Úc em B rồi mất mà bây giờ giá giao bàn giao là cho một cái công ty nào hết trơn rồi bàn giao là hết rồi cho nên mình phải kiếm qua lại cái công ty đó chỗ mấy anh em ngoài đang tình kiếm nếu không được chắc mua hai cái công tên là công 40 phút á hai cái công kiếm đất nọ thả hai cái công xuống bỏ vô trong đó. Thực ra bây giờ các khu dãy đằng sau còn nhà biệt thự biết rồi giờ không để phải họ vòng để họ vòng vòng đó nó đâu có chịu sợi xui xẻo đó. Để tính xây hoàn tục xong rồi không thư chị nói thì cái khu con cái muốn đất nó rộng dữ lắm mà thế thuê cũng giá rẻ nữa nó còn hơi nguyên nó bự rộng công đất công rộng rẻ nếu mà nó cho thuê thì cũng tốt. Tôi là thuê sư vừa thuê để hòm vừa để chỗ làm nhà hoàng miễn phí cho những người nghèo. Đúng rồi. Đó là năm tay nhá. Đó dạng như xe là lưu thông nó tiện, đường rộng. Ít dân ở nhưng mà đường rộng. Ở đường 51 đó diễn con trang luôn. Đúng rồi. Dạ. Còn ở ngay đó luôn. Có gì mình đó luôn. Đó, bữa sư coi cái bãi chỗ đường 34 cái bãi của tôi là lý á nó cũng làm chành á ở đường 34 tôi nó cho thuê rồi cũng là mà bự quá cái khu mấy bên mà chỗ bãi dãy mà nó lên đang làm khu diễn lãm đồ đó này kia khu Hoàng Ti đúng không đối diện Hoàng Ti á đó là ông tỷ tỷ có họ ông tỷ luôn tỷ Phương Đen nữa có họ ông tỷ luôn rồi hỏi nhờ anh gì mà cái khu đó nó không cho che rồi sao được không cho che mình đâu có xài đâu có cần gì đâu mình để hòm mà để hòm luôn là cái để container được để hòm mình chơi bây giờ nước trống ở chỗ đó rồi mình chơi mua hai cái container mỗi cái 40 feet là mình quăng đục đại ở giữa đồng trống dỡ container ra mình nhét hòm vô khoét mấy cái lỗ cho nó thông hơi thôi đâu có giờ cần mình nghĩ đó để cho được có mà bữa tính ghe xe hòm vô rồi mấy ông nhà biệt thự cũng thấy báo đối diện nhà ông sợ xui sợ sợ ma rồi tùm lum hết trơn
bình thường chứ có gì đâu ta. Bởi vì ta chưa có để mà sống chết có số đó, 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 đó cây mình bình thường cho nên cái giờ xong của sư Hoàng Thục cái về tranh thủ đi kiếm chỗ để thuê gấp. Giờ hôm thì từ hôm hai mấy tết tới nay xài cũng nhiều, hồi đầu năm ra thì người ta mất nhiều quá, tai nạn giao thông là nhiều nhất, chết nó do tai nạn giao thông. Mới mùng một hai mấy rồi nó chết dài ra tới mùng một hai mùng ba. Mùng một là khó chở hàng đi, đi chở hàng đi định cho mấy anh em tài xế tình nguyện viên nghỉ tới mùng bốn mới vô phục vụ lại bà con. Một gọi quá mốt mà sư có đi đâu hả thiếu tài hay thiếu người chở thì điện cho con đi chở hộ cho con cũng rảnh là không nhiều chạy được. Dạ yeah. Thì sẽ sao có thương á, thì học sơ qua cái vấn đề y tế trên xe đi dùng đưa bệnh nhân cũng có mấy bạn nó chạy trong bệnh viện Đông An á. Có thằng gần nó đang lái cho mấy phó tổng với tổng rồi bạn. Mấy tay đó chạy xếp không không có làm giống như mình. Con nó lái cho cứu thương luôn, có mấy thằng bạn cũng lái cho cứu thương. Ở đây á, thực sự ra mình đi cho những cái người mà người nghèo á. Họ mới vừa mất á. Thì họ dơ lắm. Ngay kể cả điều dưỡng bác sĩ người nhà họ bỏ chạy, chính của mấy anh em tình nguyện viên tài xế ở bên sư này. Rồi bản thân sư luôn vừa đẩy ra thôi cổng một cái là nước đáy nè, phân nè, nó trào ra như thác đổ rồi. Trào tuôn rầm rầm ra luôn. Điều dưỡng bỏ chạy luôn. Nên nó khủng khiếp, không có kỹ luôn. Rồi cho nên nó mấy cái đó gặp mấy xe dịch vụ dễ gì mà nó ấy. Ở đây là sư với mấy anh em là tự ấy rồi đưa lên xe hôi thối lắm chứ không phải chơi đâu. Rồi người nhà còn lại dám lại gần nữa, điều dưỡng bỏ cái băng ca bỏ chạy ra luôn á. Rồi sư với mấy anh em là tội nghiệp mấy anh em tài xế làm không rồi mấy anh em làm hết. Rồi bỏ một cái ca chở đi mấy trăm cây số, có nhầm chuyến đi cả ngàn cây số mà cái mùi hôi thối đó trên xe. Rồi anh em phải sống chung với nó. Mà may là mình mua cái xe Tourette, nó là xe nhập. Nó có cái phần ngăn giữa tài xế với bệnh nhân. Nó đỡ. Chứ mà chạy mấy xe cá mập đổ là hử mà từ ở bệnh viện mà về tới nhà thôi. Về viêm lỗ mũi luôn. Thì uống đó. Thì những cái trường hợp đó là lúc mà đặc biệt là những cái ca mà hấp hối á. Xin chở về nhà để mà gặp gia đình lần cuối á, bác sĩ chơi đó mấy ca đó là sắp chữa chạo mất, nhiều khi nhầm ca vừa đưa ra tới cổng bệnh viện thôi là người ta tắt thở rồi, tắt thở là tự động mà nó không xài rồi. Trong người xài cái bồn nước mà để trên cao mà bị vỡ bồn nước nó chạo sao y chang vậy.